shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ủa ơi, thằng bé chết ok vậy? Nóc nhà hả? Mình không chắc đang cơ lên trên coi. Nóc nhà thì cũng không có anh em ơi. À đây. Thấy rồi nhé em ơi. Chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi. Nóc vừa này. Làm sao vậy? Làm sao vậy em ơi? Lên bảng điểm số nhé. Thằng bạn nó ngay ở dưới thì phải. Đây mình xuống dưới luôn này. Sao chỗ nào? Trên này á. Để mình coi làm sao. Ok xong. Giải cứu đồng đội xong anh em ạ. Lượm thêm bom keo này. Đúng rồi. Từ đầu trận đến giờ thì mình chỉ có 2 kill thôi. Để mình xem, tranh thủ kiếm thêm đồ nha các bạn ơi. Nãy mình hạ một đứa ở ngay phía dưới này. 165 à? Xuống dưới lượm sắc nó chứ còn sao nữa hả? Tay súng giáp các kiểu này ngon lành. Ui. Ba lô ba luôn, ổn chưa anh em? Mình vứt mấy cái trang bị thừa đi. Đơn giản là không có xài thì anh em vứt đi cho nó rộng ba lô thôi. Đi nào mọi người ơi, mình qua phía này. 345 độ nhá. Wow, chúng ta sẽ có gì ở đây? Để mình xem nào. Hello Clay nha em ơi. Các bạn đừng quên đón lại, chia sẻ livestream để ủng hộ cho mình nhá. Xin cảm ơn 1146 bạn đang xem live này. Hôm sát là trông dị vậy. Tầm này có lẽ là chúng ta nên lên trên cái khu vực cánh đồng thôi. Lên trên cánh đồng thôi là chết dở. Nói sẽ sai xíu, đơn giản là mình nhiều khi nói nhanh quá. Nói lắp anh em ạ. Sorry các bạn. Một đứa này, một đứa đang chạy này. Một đứa đang chạy này. Làm sao em ơi? Rồi chạy đi em, rồi chạy đi em. Xong luôn. Lại vừa clear xong một team nữa này. Ông ngắm một x thì mình có cơ, mình không lượm nữa. Ở dưới này chúng ta sẽ có gì đây? Wow. Không còn gì cả. Ok, mình lên trên này mình tranh thủ mình kiếm thêm mạng coi nào. Phía sau, phía sau. Tưởng gì cơ, ngay phía sau ở chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy ta? Mình chưa thấy nó anh em ơi. Nhưng mà mình thấy là có ký hiệu rồi. Mãi dưới này à? Cửa sổ à? Ok em ơi. Coi chừng xanh mộ với anh nhá, tưởng là ở cửa sổ mới ngon à? Hẳn là bắn qua cửa sổ cơ, để mình coi nào. Làm sao bạn ơi, xuống luôn. Xuống luôn anh em ạ. Xem là thằng bé này sơi nổi không. Sơi nổi không? Ok hay lắm. Một đứa ở trong nữa. Giữ bom keo cẩn thận này. Đúng rồi anh em. Chạy vào xử nó. Ngay đây mà. Ủa nó chạy rồi à? Thế nó là cái thằng ở ngoài này à? Chắc là vậy rồi. Mình không để ý anh em ạ. Mình sẽ lấy thêm 2 túi máu này. Ok. Đi nào các bạn ơi. Qua bên này. Đi nào em ơi, còn người đâu? Không còn người đâu em ơi, đi nào. Có thể là bạn ấy bị AFK rồi nha em ơi. Đi nhanh em ơi. Ai lại đứng đấy mãi thế? Bây giờ là chúng ta phải tiếp tục đi săn mạng nữa chứ. Đứng mãi thế sao chơi?
Rồi nha. Ngoài này mình chưa thấy ai này. Ồ. Oh my god, chưa có ai luôn. Vắng quá ta, vắng như này sao chưa đây? Có người này. Có người này. Ui, một team cả, xuống đây. Một team thì xuống đây nhé em ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nha em ơi, đúng rồi. Phải bình tĩnh nhé em ơi. Nó một. Thằng kia đâu? Thằng kia đây à? Ok xong. Vừa clear thêm một team nữa rồi các bạn ơi. Ngon lành cành đào luôn ấy nhỉ. Lượm thêm bao keo này. Vâng, vậy là lúc này mình đang có đó là 6 quả bông keo rồi. Mấy hai người chơi nữa, như vậy là còn 6 team nữa các bạn ơi. Team mình sẽ phải chiến đấu với 6 team nữa, sau đó là giành lấy top 1 mà thôi. Chờ người đồng đội của mình này. Đi thôi em ơi. Đi thôi để coi là kiếm top 1 nữa chứ anh em. Qua phía này và mình mong là sẽ đang còn người nhá, để cho chúng ta kill anh em ạ. Phải kill thật là nhiều mạng, chứ lúc này là mình mới chỉ có 5 kill mà thôi. Có người này. Có người này, làm sao? Quay nó hại này. Nhanh qua đây cứu anh. Bạn nào qua? Được rồi qua đây em ơi. Được rồi qua đây em ơi. Lên bảng nha em. Qua đây trả thù cho bạn à? Trả thù sao nổi hả em? Ôi, nãy thằng kia có giáp chống nổ nên là bắn nó. Mãi được mới gục anh em ạ. Phải nhờ đồng đội qua giúp nữa cơ. Chứ mình tỏ là mình tự tin ăn được nó là hơi bị sai rồi. Qua đây. Chúng ta có được gì ở đây vậy? Ui, giáp chống nổ mới này ngon. Thế này thì ổn quá rồi anh em ơi. Vứt bơ đi. Lượm thêm 2 túi máu này. Đi thôi anh em, chúng ta sẽ lên trên phía đồ nhá. 5 đội chơi nữa. Làm sao cố gắng hạ gục cho nó là chúng ta sẽ kiếm được top 1 thôi mà. Đi các bạn ơi. Lên trên này. Vừa chạy là vừa để ý xung quanh luôn anh em ơi. Để xem là thằng nào ngáo ngáo mà chạy là hạ gục cho nó luôn. Bốn đội chơi nữa hả? Đây bo thì càng ngày càng nhỏ lại rồi. Mình vẫn đang chạy ở ngay phía trên này. Phía dưới này mình nghĩ là sẽ có team chạy lên đây anh em. Bình tĩnh quá nào. Wow. Chưa thấy ai. Chạy xuống luôn hả em? Ok luôn, chạy xuống săn luôn. Giảm thanh à? Lấy giảm thanh luôn nhỉ? Giảm thanh thì khá là cần thiết rồi các bạn ạ. Bên này có ai đâu? Không có ai. À, đối diện có người. 285 có người các bạn ơi. Qua đây em ơi, nhanh. Nhanh em ơi, hạ cho nó này. Nó ngay ngoài này làm sao? Làm sao này? Chạy đâu hả em? Chạy được không em ơi? Nó chạy vào trong rồi cơ. Thằng này. Đây rồi này. Làm sao nó một này. Chờ thằng bạn nó qua nữa anh em ơi. Đây rồi làm sao? Ok đã xong. Ngon lành. Lượm thêm ít đồ cái đã này. Còn lại 5 người chơi, như vậy là 3 team nữa. Đi thôi. Hai đứa, hai team và một đứa đi lẻ. Lên trên xem nào. Các bạn đâu cả rồi? Chắc là chúng nó thì ở tất cả phía trước cả anh em ạ. Để mình coi, mình hạ cho nó luôn nhá. Chưa thấy người, chưa thấy người. Có lẽ là chúng nó ở khu phía dưới đấy. Khu phía trên này mình chưa nhìn được ra ai này.
Chỗ này thì hoàn toàn không có người các bạn ạ. Ở dưới á. Ở trên này. Ở trên có một mạng này. Mã trên này các bạn ơi. Chạy hả mơi. Đừng có chạy nhé mơi. Đừng có chạy nhé mơi. Đừng có chạy nhé mơi. Ok ngon lành. Chạy làm sao được hả em? Từ từ mình cuốn máu cái đã. Cuốn máu mới là điều cần thiết anh em ơi. Còn hai team nữa thì mỗi team hai người. Ok. Chắc là ở phía dưới cả thôi. Mình có 7 kill rồi. Xuống dưới luôn. Hạ nốt hai team nữa là chiến thắng rồi anh em ơi. Sắp được top 1 rồi nhé. Bên trên mình nghĩ là không còn ai đâu. Đứng tạm đây sẽ là một vị trí khá là ổn anh em ạ. Đây đứng đây săn người thì quá ngon rồi. Đây hả? Mình thấy một đứa sau hàng rào này. Ok nó một nhé. Chuẩn bị lên bảng đi em ơi. Chuẩn bị lên bảng đi em ơi. Lên bảng đếm số luôn này. Thế là còn 3 thằng nữa này. Để mình coi xem nào. Đây này. Có người này. Chạy đâu em ơi. Ui. Mình ngoài bo hả? Mình đứng đấy là ngoài bo cả. Trang bị nòng súng 3 vào cái đã. Một đứa ngay nhà gỗ anh em ơi. Đây này. Ngay đây à? Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Lên bảng đếm số nhà em. Mình sấy căng rồi anh em ạ. Mình sấy căng rồi. Chạy em ơi. Căng em ơi. Ở trên này phải gọi là một vị trí vô cùng là thuận lợi luôn anh em ạ. Và bo trước đã. Sấy nhiều quá đâm ra là tốn đạn. Ủa, ở chỗ này à? Ok thôi bình tĩnh. Bo thu này các bạn ơi. Làm sao đây em ơi? Đu dây à? Hẳn là đu dây cơ. Đu dây đi đâu vậy? Đu dây đi đâu vậy em ơi? Đu dây đi đâu vậy? Yes. Có 19 kill. Wow. Đu dây đi đâu hả em ơi? Ok ok các bạn ơi. Có một dễ dàng nhé. Ngon lành cành đào luôn chứ nhỉ anh em. Các bạn nhớ chia sẻ lên stream nhá. Vâng, một trận đấu tuyệt vời. Và đây anh em mình đã có được top 1 với 9 kill ở trong một trận đấu đua này. Ngon lành luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.